Media sự kiện bắt giữ từng khoảnh khắc, khởi sắc và tạo nguồn cảm hứng từ những chương trình thực tế, lấy khách hàng là trung tâm, chính là kim chỉ nam của GM Group Media. Với kinh nghiệm dày dặn tại các sự kiện lớn nhỏ và nhiều cơ hội làm việc với các KOL, ca sĩ, diễn viên hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự tin triển khai các chương trình event quy mô trên toàn quốc. Chúng tôi với mong muốn đem đến cho khách hàng một dịch vụ quay phim, chụp ảnh tối ưu về hiệu quả, đột phá về ý tưởng. GM Group Media chính là một địa chỉ media uy tín và chất lượng cho các quý công ty. Chúng tôi sẽ cung cấp và tư vấn cho bạn gói media sự kiện từ A đến Z, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân sự lành nghề, công nghệ media tân tiến chính là mô hình dịch vụ theo phương châm kiền ba chân vững chãi mà GM Group Media sẽ mang đến cho quý khách hàng. Không những thế, tất cả những thứ trên đều được gói trọn trong một mức chi phí tối ưu. GM Group Media cam kết một chất lượng dịch vụ đỉnh cao. Hãy đến với chúng tôi, GM Group Media, giải pháp hình ảnh hiệu quả và còn nhiều hơn thế nữa. GM Group Media, uy tín là sức mạnh. Tiếp nối và phát huy giá trị cốt lõi, GM Group Media sở hữu cho mình một đội ngũ nhân sự vững mạnh và tuyển chọn theo quy chuẩn riêng từ phòng ban hậu kỳ, editor, biên tập, kịch bản đến đội ngũ tiền kỳ, đạo diễn, bối cảnh và chuyên viên quay chụp. Đây cũng chính là tiền đề để công ty có thể triển khai và thực hiện các sự kiện xứng tầm trên quy mô toàn quốc. Tiếp theo, một phần không thể thiếu và làm nên bản sắc thương hiệu của GM Group Media đó chính là bộ phận chăm sóc và tư vấn khách hàng. Khảo sát thực tế, lên ý tưởng tổng quan, tư vấn và thống nhất giải pháp, triển khai dự án. Tất cả các công đoạn đều được GM Group Media tư vấn đủ và cần cho khách hàng, để sự lựa chọn của khách hàng luôn là đúng nhất, đi thẳng vào trọng tâm của chương trình, không bị lãng phí nguồn lực của khách. Với một trái tim nhiệt huyết, một ý chí không chùn bước trước những thử thách và một tinh thần sẵn sàng lăn xả trước mọi chương trình, chúng tôi, đội ngũ công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông GM Group Media Việt Nam, tự tin triển khai các hạng mục dịch vụ sau. Số 1. Sản xuất TVC phim doanh nghiệp. Đối với sản xuất TVC phim doanh nghiệp, GM Group Media đã lên kịch bản và triển khai thành công các dự án phim cho Tập đoàn Gỗ Nam Định Nafoco, Nhà máy sản xuất và chế biến thuốc Trafaco, Khu đô thị xanh chuẩn 5 sao Eco Park, Bệnh viện 5 sao Vinmec thuộc tập đoàn Vingroup, dự án Điện gió Bạc Liêu, dự án thủy điện La Châu, Ngân hàng Hàng hải MSB, Tập đoàn Y tế Việt Nga, Công ty Bất động sản Thiên Khôi, Nhà thầu xây dựng Hợp lực, Công ty Mỹ phẩm Đô Va Group và rất nhiều những dự án TVC khác. Số 2. Livestream trực tuyến và phim trường ảo. Đối với livestream trực tuyến và phim trường ảo, GM Group Media đã set up và triển khai thành công các chương trình như Lễ trao giải Sao vàng đất Việt 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia,
Hội thảo chuyển đổi công nghệ số 4.0 của Bộ Y tế tại khách sạn Melia. Lễ ra mắt khóa thông minh Lumi trên phim trường ảo. Lễ ra mắt sản phẩm Linh Nhật Group trên phim trường ảo. Bản tin hàng tuần của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lễ trao thưởng của tập đoàn xây dựng Delta trên phim trường ảo. Lễ tổng kết năm của tập đoàn công nghệ CMC trên phim trường ảo và rất nhiều các chương trình khác. Đối với quay phim, chụp ảnh sự kiện, tiệc cuối năm, GM Group Media đã thực hiện thành công các chương trình và để lại nhiều dấu ấn cho khách hàng như lễ mở bán bất động sản tại khu đô thị Eco Park với sự tham gia của ca sĩ Isaac, tiệc cuối năm của công ty mỹ phẩm Hemia với sự tham gia của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và ca sĩ Bảo Thi, lễ kick-off bất động sản tại Vinhome Ocean Park với sự tham gia của ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Nu Quốc Thịnh, lễ khai trương thương hiệu thời trang BNJ với sự tham gia của siêu mẫu Thanh Hằng, lễ khai trương dự án Eco Park với sự tham gia của Thanh Duy Idol và DJ Trang Moon, và rất nhiều những chương trình tiệc cuối năm khác của các nhãn hàng nổi tiếng như Ngân hàng Techcombank, Vietcombank, BIDV, Công ty Bất Động Sản, Vietstarland, Big Home, Tập đoàn Sơn Dulux, Tập đoàn Than Đá Việt Nam, chuỗi cửa hàng Kappa Cà Phê, Công ty Thời trang MC Fashion. Đối với quay phim review sản phẩm, GM Group Media đã rất vinh dự khi được thực hiện và hợp tác chung sản phẩm với Hoa hậu Hương Giang, quả bóng vàng Việt Nam cầu thủ Hoàng Đức, cầu thủ Quang Hải, siêu mẫu Hà Anh, diễn viên Mạnh Trường, diễn viên Việt Anh, siêu mẫu Thuận Nguyễn, ca sĩ Lệ Quyên, bóng đá nữ Việt Nam cầu thủ Thanh Nhã, Hải Yến và rất nhiều những nhãn hàng khác. Đối với quay phim chụp ảnh team building du lịch công ty, GM Group Media hân hạnh được đồng hành cùng với các chương trình du lịch và huấn luyện của các quý công ty như tập đoàn điện tử Casper, tập đoàn thu phí tự động VETC, tập đoàn công nghệ Cốc Cốc, tập đoàn bất động sản Capital House, tập đoàn công nghệ Tinh Vân, ngân hàng Shin Han Bank, công ty bất động sản Vinhomes,
công ty bất động sản Việt Starland. Công ty bất động sản Big Home. Chuỗi cửa hàng Vinshop. Chuỗi cửa hàng Pizza Hut. Tập đoàn Viễn thông Mobifone và rất nhiều chương trình team building khác. Đối với quay phim chụp ảnh bằng Flycam, GM Group Media tự hào là một trong những đơn vị áp dụng những thiết bị hiện đại và công nghệ tân tiến nhất như Flycam VR 360 để thực hiện những chương trình về giới thiệu bất động sản, báo cáo tiến độ công trình, quảng cáo thương mại du lịch. Dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng mỗi ngày trôi qua, đội ngũ của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông GM Group Media Việt Nam luôn tích lũy và phát huy giá trị cốt lõi của mình để đem đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng ngoài cả sự mong đợi. Chúng tôi sẽ làm tất cả để đạt được sự hài lòng từ khách hàng, đơn giản bởi chúng tôi là những người trẻ và chúng tôi không bao giờ biết từ bỏ. Hãy đến và trải nghiệm dịch vụ của chúng tôi để thấy được sự an tâm và trách nhiệm. GM Group Media, uy tín là sức mạnh. Thông tin liên hệ: Hotline 0986600920, Zalo 0855499377, Website gmgroupmedia.com, địa chỉ trụ sở chính: tòa nhà số 8/115 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.